Xin chào mừng toàn thể các bác đã đến với kênh của Minh Vũ Audio. Hôm nay em lại tiếp tục về một mẫu loa bass 40 đồng trục, bass neo, tép neo. Dòng này thì chất âm rất là hay. Đó, cách đây hơn chục ngày thì Minh Vũ cũng về được 9 cặp, nhưng mà là nô lần trước bán hết rồi. Nô lần này là nô cuối cùng, chỉ có 4 đôi thôi, và rất là đẹp nhé. Em phải tháo từng cái một kiểm tra xem nó có bị nằm lại hay chưa, và kiểm tra xem có bị lai bát lai tép hay không. Nhưng loa rất là ok nhé. Như đây thì em đang quay một điện thoại, cảm giác nhìn các bác nhìn hơi bé đâu, nhưng mà không bé thế nào đâu, loa rất là to. Có rất là nhiều bác không biết được dòng loa từ neo và từ thường nó như nào. Đây là dòng từ neo nhé. Từ neo của nó là toàn bộ nó toàn sắt này, có nhìn này, toàn sắt này. Đấy. Và cái từ này là từ vĩnh cửu. Có nghĩa là không bao giờ nó bị mất năm châm, nó không bao giờ bị mất từ. Còn đây là dòng từ thường. Các bạn nhìn chưa? Từ thường cái này. Đấy. Đấy. Em về được cả súp nhá, súp của Tây Ban Nha. Lát nữa sẽ giới thiệu các bác. Ui dồi ôi. Lặng kinh khủng khiếp này, một tay không thể úp được nó xuống. Quá dã man luôn. Con này vánh khủng khiếp đó nhá, bát 50 đơn. Clip này thì chỉ giới thiệu loa thôi. Loa này rất ok. Quay một chút về phân tần. Màng loa này, màng loa chống nước nha mọi người nhá. Màng loa chống nước. Tép neo 850. Bát cuộn côn 8 mấy, không biết côn 7 mấy hay 8 mấy. Đây, phân tần của nó đây, phân tần to như cái quyển vở luôn, quá khủng khiếp. Thấy chưa? Quá kinh khủng. Loa này lời rất là hay các bạn, lời hay lắm. Bát đánh cũng rất là sâu. Dòng này các bác làm loa non lời monitor sân khấu hoặc là chơi trong gia đình nắp phòng hát thì quá tuyệt vời. Thương hiệu của TPA nhé. Thương hiệu này là rất là nổi tiếng ở thị trường Trung Quốc. Còn đâu bát chéc là nó nhập khẩu của Italy. Đấy. Quá ok. Em chỉ có mấy đôi thôi. Có rất là nhiều bác băn khoăn mua hàng bãi, nhưng mà đến khi đi mua lại mua nhầm về hàng mới. Tại vì có rất là nhiều người bán, người ta nhập hàng mới, hàng kém chất lượng, xong người ta về người ta phun giả bãi để đánh lừa người tiêu dùng. Khi các bác đi mua hàng thì nên cân nhắc, tìm hiểu cho thật là kỹ trước khi quyết định mua. Nếu như chúng ta chưa có kiến thức thì chúng ta nên tìm hiểu xem thật là nhiều vào. Đấy, dần dần chúng ta sẽ có kiến thức. Và đi mua thì các bác cũng nên lựa chọn những cái đơn vị nào có uy tín. Mẫu loa này thì giá vẫn như lần trước các bác nhé. Và đây là số điện thoại của em. Các bác nào có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp hai số máy đây. Rồi, xin chào tất cả các bác nhé.